Một tòa án ở Trung Quốc ngày 30 tháng 12 tuyên phạt 3 năm tù đối với nhà khoa học đã tạo ra các em bé chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới với cáo trạng hành nghề y bất hợp pháp, theo Tân Hoa xã. Tháng 11 năm 2018, nhà khoa học Hứa Chen Khuê, khi đó là phó giáo sư tại Đại học Khoa học Công nghệ miền Nam tại Thâm Quyến, loan báo, đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen có tên CRISPR-Cas9 để thay đổi gen của hai bé gái song sinh để bảo vệ chúng khỏi bị nhiễm virus AIDS trong tương lai. Những chỉ trích từ Trung Quốc và toàn cầu về khía cạnh đạo đức của công trình nghiên cứu và việc làm của ông Hứa nhanh chóng lan rộng. Ông Hứa cùng các cộng sự làm giả các tài liệu đánh giá đạo đức và tuyển mộ người để thay đổi gen. Thí nghiệm của ông đã dẫn tới kết quả là hai phụ nữ sinh ra ba em bé được điều chỉnh gen, theo Tân Hoa xã.